Xin chào tất cả anh chị, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một cái cây kiếm Thái. Cái này là cây kiếm Thái Lan. Cây này thì mọi người hay gọi nó là cây giải quạt, bởi bộ thân lá nó khá đẹp. Cây này là hoa màu xanh, xanh vàng. Nhưng mà thường thì mới nở cây nào nó cũng xanh vàng cả. Thì em muốn nói về cái cây này ấy, thì có thể là nhiều anh chị đã bị nhầm cái cây này với cái cây kiếm xanh Huế. Bởi vì về cơ bản là cái cây kiếm này nó khá là khó, nó không giống với những cái cây kiếm khác. Em sẽ giới thiệu về thân lá trước. Tại sao mà cái cây này em đánh giá nó là một cây có thể nhận diện được qua thân lá. Nó không khó, mặc dù đây là một cái cây nuôi mát nên là lá nó dài rất là nhiều. Và khi nó dài ra thì nó mới bị giống xanh Huế đây này. Củ ngày xưa nó rất là ngắn, củ nó tròn. Nhìn chung là nhìn này nó vẫn hơi rối, hơi khó nhìn với thân lá của nó. Để em sẽ cho nó ra ngoài này một chút để mọi người có thể nhìn thấy nó ok hơn. Ok hơn đấy. Em nghĩ tầm này ok. Xin lỗi đã làm mất thời gian của anh chị một tí. Em sẽ giới thiệu ngắn gọn về cái này để mọi người cùng hiểu về nó thôi. Rẻ quạt. Đây mọi người hay gọi, đây là cái dáng củ của nó. Thân lá của nó đây, như cái củ ngoài đây anh chị nhìn thấy là cái củ ngoài nhìn tách ra ấy, thì nó cũng rất là ngắn thôi. Nhưng mà khi nuôi mát lên thì thân lá nó sẽ dài hơn. Đây, như cái củ bên này lá nó dài tầm độ 80, nhưng mà nuôi nắng thì lá nó chỉ ngắn tầm độ 30, 40, 50 thôi. Những cái củ trong này nó cũng vậy, 30, 40, 50. Nhưng cái dòng này em muốn nói là tại sao dễ nhận diện, đó chính là dạng lá rực và nó củ nó kiểu đan quạt, đan như một cái cánh quạt. Thì cái này là một dòng dòng tiên vũ đột biến thì thường sẽ là mầm xanh sạch. Em sẽ nói từng chi tiết một. Mầm này luôn là xanh sạch anh chị nhá. Mầm đây, mầm xanh sạch không ám một chút nào. Cái này thì gần như mọi người đều, em đều giới thiệu nhiều trên video trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy. Là cây nào em giới thiệu rồi. Những cái cây đột biến thì anh chị chắc chắn là nó phải mầm xanh sạch. Thế nên là cái ví dụ như cái phi điệp xanh sạch ấy, đấy người ta hay số là như vậy. Nhưng cây này là cây kiếm, cây này là gốc Thái Lan. Nhưng mà Thái Lan thì cây này chưa chắc nó phải là cây nhân mô. Cây này thì có thể là một cái cây rừng nào đó mà người ta nhân ra. Nhưng mà thường Thái thì người ta nhân rất là nhiều. Xong về thì Việt Nam mình nhập về xong nó bị lộn xộn. Bởi vì cứ mỗi ông về là nuôi một cái kiểu dáng lá khác nhau và một cái lúc thời điểm nở khác nhau ấy. Thì tí nữa em sẽ nói về phần hoa. Phần hoa sẽ giúp mọi người nhận diện ra cái cây này hoa nó như nào. Cây này là một cây này giá rất là đẹp, hoa rất đẹp và thân lá có thể nhận diện được, không khó. Nó cũng như kiểu cây những cái cây kiếm khác ấy. Em sẽ nói một là vấn đề là nhìn nhận được về thân lá, hai là phải nhìn nhận được về hoa. Như cây này thì anh chị không thể nhìn hoa mà anh chị biết được cây nào cả, bởi vì nó là kiếm Thái. Nhưng mà nhìn thân lá thì có thể biết được rằng là cây này là cây rẻ quạt. Thì là một cái cây thân lá dáng củ thì để mà quay video đây thì nó hơi khó để anh chị có thể nhìn nhận được. Đây, củ nó dạng dựng này, cổ lá đây, cổ lá này nhá. Cổ lá dựng dạng như kiểu dòng Taiwan ấy. Đấy. Thì ở trên anh chị nào mà có thể biết về cái dòng Taiwan ấy, cái cây Đài Loan ấy, thì em chắc là mọi người cũng nhìn thấy là nó là dòng lá dựng, cổ lá dựng. Cổ lá dựng cổ dài nhá. Nó dựng khá dài. Đây, củ này nghe phải ok này. Mọi người nhìn cái cổ chưa? Cái củ, dáng củ nhá. Dáng cổ lá này. Xong lên cái lá một chút, xa hơn một chút vào cái dáng lá. Khi mà anh chị nhìn trộm to như này thì nó sẽ hơi khó để chúng ta phát hiện chính xác là nó cây nào. Em sẽ nói cái yếu tố để nó giống xanh Huế nhá. Lá của nó nuôi to hay không thì do mình nuôi. Đây cái dáng lá của nó đây. Mọi người nhìn này. Đây này, nó sẽ dựng từ gốc lên nhá.
giá lá giống xanh Huế đây này. Đấy, nó hơi võng xuống xong lại lên. Đây này, cái đuôi lá của nó dáng lá lên này, hơi võng xuống đây này, xong hất lên. Cái này rất là nhiều người là ngày trước là nhầm xanh Thái, xanh Huế thì nó là cái này. Cần hoa thưa, mới đầu ra cần hoa thưa này, ở trên rất thưa. Đấy, giống xanh Huế đúng không ạ? Giống xanh Huế là như vậy. Thì cây này là cây rẻ quạt, lá bộ thân lá đan quạt đây này. Cái củ này thì mọi người có thể nhìn nó ok hơn này. Đấy, nó là một cái cây Thái có thể nhận diện được bằng thân lá. Có thể nhận diện được bằng thân lá. Đuôi lá này, cái độ khuyết của nó thì không tính nhá. Tất cả các cây độ khuyết này chúng ta không thể biết được. Nó chỉ có phần nào thôi. Còn độ khuyết này của nó thường nó sẽ không đều nhau. Bản lá của nó sẽ to khoảng từ 2 đến 3 cm, có thể đến 4 cm, phụ thuộc vào chúng ta trồng và chăm sóc. Củ nó sẽ cân đối với lá, củ to thì sẽ lá to, củ nhỏ lá nhỏ. Cái dòng đây là nuôi mát này, củ dài nhỏ, lá dài. Đấy là một số những cái yếu tố chung chung. Nhưng cây này thì có thể nhận diện bằng thân lá. Cái này thì em có thể là sẽ, anh chị nào sưu tầm thì có thể là em sẽ gửi hình ảnh riêng từng củ để chúng ta nhìn và nhận biết nó, hoặc tìm hiểu thêm về cây rẻ quạt này. Gọi là rẻ quạt bởi thân lá nó đan quạt đẹp vậy thôi. Còn Thái thì nó gọi là cái cây xi măng ba. Đấy. Thì tiếp theo thì em cũng nói đến cái bông hoa của nó đây. Là một cái cây bông hoa rất là đẹp. Lưỡi nó hơi vặn. Lưỡi nó vẫn vặn bình thường nhưng mà nó bị nghiêng, nó không bằng. Nó là kiểu dạng xanh Huế ấy. Thì lưỡi ít cái cây lưỡi bằng lắm, đa phần hơi vẹo. Hơi vẹo lưỡi, nhưng cây này thì nó là một cái cây mà cánh rất bầu và rất là đẹp. Chia hoa nó thưa kiểu dạng như xanh Huế. Nở hoa mới đầu thì nó cũng xanh vàng như này, nhưng mà mai kia là nó vàng ươm luôn. Bởi vì những cái cây vàng này thì thường mới nở hoặc là thời điểm nở ấy, thì nó sẽ có ánh xanh hoặc không. Cái xanh Huế thì nó cũng chỉ là vàng thôi, chứ nó cũng không phải là cái xanh, nó không xanh bằng cây Thiên Vân được. Cây Thiên Vân em đánh giá nó là cây xanh hơn. Cây Thiên Vân thì khả năng nó là cây Thái là cao rồi. Đấy, thì đây là em muốn giới thiệu cho mọi người là luôn luôn cái bông nó phải nở căng như này. Đấy, mọi người nhìn đấy ạ. Đây là nó căng, cái bộ cánh của nó phải căng như này, nở hết chứ nó không phải khum khum. Ví dụ như là một số anh chị mà hay chụp ảnh khum khum như này này. Đấy, xong chụp những cái bông như này. Đấy, các anh chị thấy không ạ? Nếu mà chụp như này ấy, thì bộ cánh rất tròn và có thể rất dễ nhầm lẫn với những cái cây nọ cái kia. Nhưng em thì luôn ưu tiên cái việc đó chính là phải nở căng hết ra để mọi người chúng ta cùng biết. Để nói về cái phần hoa này thì em xin phép cho cái cây nó lên cao hơn. Bởi vì thấp này thì hơi khó nhìn và em cũng khó làm việc hơn. Đấy, đây là một cây cát tum. Đang mùa cát tum, mùa này anh chị không chơi gì thì nên chơi cát tum. Em đánh giá nó một cây dễ hoa và dễ trồng. Đây, tiếp tục quay về cái cây kiếm. Đây, cái bộ cánh này ạ, anh chị thấy không? Nó mới nở bằng như này. Bởi vì Thái Lan ngày trước ấy, bị nhầm, tất cả nhầm lẫn. Đó chính là người ta chụp khum khum, chưa nở căng. Thế nên là giúp cho cái cây cánh bầu rất là tròn. Đây, mọi người nhìn đấy ạ. Đấy, chụp như, nếu mà một bông chụp như này thì sẽ rất là tròn đúng không ạ? Đấy, rất tròn. Nhưng mà chúng ta phải biết được rằng là cái bông căng của nó là bông như nào. Đây là bông căng của nó này. Bông rất là đẹp. Một bông ngắm cây này, một bông thì rất là đẹp. Và ngắm nếu mà nhiều bông thì nó không được đẹp lắm, bởi độ chia hoa nó kém. Chia hoa nó bị thưa đây. Đây mọi người nhìn, đây là thân lá của nó này. Xuống cần hoa này. Đấy, chia hoa rất là thưa. Một cần hoa dài tầm độ 70-80cm này thì nó chỉ có 15-16 bông thôi, chứ nó không nhiều. Nó mười mấy bông ấy. Không nhiều, hoa nó thưa và nó không được dày như xanh Huế. Xanh Huế nở mùa thu như này nó rất là dày. Nhưng còn cây này như này là mùa này đã là dày rồi. Bây giờ đang mùa thu và mùa này khá là đẹp để cho nó nở hoa rồi. Mà nó nở cánh nó vẫn không được, chia hoa nó không được dày, nó chỉ được như này thôi. Thế nên đánh giá nó sẽ bị rẻ hơn cái dòng kia rất là nhiều. Đấy là chúng ta đánh giá về giá trị, đúng không ạ? Chính vì ngày trước mua kiếm Thái về nhưng mà chúng ta không có điểm nhận diện lớn. Ví dụ như em nói đơn giản là những cái cây lưỡi đỏ số 2, số 3 Thái bây giờ nhầm lẫn lung tung, chả biết cây nào số 2, cây nào số 3. Những người cầm cây số 2 thì có người thì bảo là cây số 2 là lá dài, số 3 là lá ngắn, có người thì nói ngược lại. Thì nó rất là khó, những cái cây mà khó đánh giá như thế.
thì em sẽ không bao giờ giới thiệu để chúng ta cùng chơi cả. Chúng ta cứ chơi những cây nào dễ đánh giá và chúng ta có thể nhận diện được. Mặc dù em đang cầm những cái cây là kể có thời điểm là gọi là cây số 2, có lúc thì lại gọi là cây số 3, em chả hiểu gì. Nhưng những cái cây này em giới thiệu cho mọi người là cái cây được nhiều người đánh giá và được cái sự nhận diện nó rất là lớn. Đây, cái bộ gốc, cụ dạng củ của nó đây. Có nghĩa là chúng ta phải nhìn nhận được là cái cây đấy nó là cây như thế nào. Ví dụ như cây rẻ quạt này là có thể nhìn nhận bằng thân lá được. Chụp một bông thì anh chị không thể nhận ra được nó là cây nào cả. Bởi chụp một bông ấy, dạng như này thì nó rất là khó. Cây xanh Huế có cây xanh Huế thì nó dạng tạng bông như này nhưng lưỡi nhỏ hơn thôi. Lưỡi nhỏ hơn và nó cũng có thời kỳ lưỡi bằng như này và có thời kỳ lưỡi nó hơi vẹo như cái bông ở trên. Đây. Như cái bông này là lưỡi bị vẹo này. Lưỡi vẹo. Mọi người thấy không ạ? Đấy. Thì nhìn bông thì nó rất là khó, nhưng cái cây rẻ quạt này nó là một cái cây em thấy là rất là đáng sưu tầm bởi vì cái bộ cánh nó cánh bầu. Nở căng như này nó vẫn cánh bầu này. Đấy, đây. Nửa căng này nó vẫn cánh bầu và nó giữ khuôn. Chẳng qua là hoa nó thưa thôi. Hoa nó không được dày như là những cái cây khác, nó không được dày hoa. Cái này nó chỉ rơi tầm mười mấy bông một cần hoa thôi. Để mà có những cái cây mà nó hoa nó nở nhiều hơn ấy thì nở vào mùa hè ấy thì nó sẽ ít hơn. Mùa thu này là ở Hà Nội này là thời tiết khá là đẹp hơn thì nó trồng nó sẽ hoa đẹp hơn. Bởi vì thời tiết nó ổn định hơn mà. Còn mùa hè thì có khi nóng gắt quá, đôi khi nó lại là mưa nhiều quá. Đây là một cái cây mà em giới thiệu cho mọi người về cái cây rẻ quạt. Cây này có thể nhận diện bằng thân lá được, nhưng nhìn hoa thì sẽ khó. Và rất là nhiều người là người ta cứ chụp kiểu khum khum ấy. Thì em cũng cân nhắc với mọi người đó, chứ nào chụp khum khum ấy chưa biết được, tốt nhất là không chơi. Bởi vì chụp khum khum rất dễ nhầm lẫn những cây nọ với cây kia. Cứ phải là nở căng ra là đầu tiên. Cái thứ hai là phải có video là tốt nhất. Bởi vì có video thì anh chị sẽ nhận định được là cái cây này ấy, thân lá và độ chia hoa như nào. Đây tại sao cái phần trên này rất là trống này, chia hoa rất là thưa, ít bông thì cái giá trị nó sẽ thấp hơn. Còn những cái cây mà được chia hoa dày, nhiều hoa, cánh bầu như này, dạng như cái phan chí ấy, thì đấy nó là một cây chia rất là đẹp. Cánh bầu chia hoa rất đẹp, ví dụ vậy. Chứ không phải là cứ đánh bóng tên tuổi những cái cây rừng Việt Nam để giá trị hơn. Nhưng thực ra là chúng ta phải nhìn nhận được cái đẹp của nó, là nó chia hoa dày, chia hoa đều và bộ cánh nó xêm cây này. Nhưng cây đấy thì nó thua cây này được cái là an ba. Cái đấy nó vẫn là cái lưỡi hồng sơ mi, còn cây này nó an ba. Đấy, nó là cây bông xanh vàng rất là đẹp. Cây này cây gọi là cây rẻ quạt. Mọi người hay gọi thế, về củ nó tròn và thân lá đan quạt rất là đẹp. Thì anh chị có thể xem thêm một sưu tầm về cái cây này. Đây là tổng thể của cái chữ hoa của nó. Anh chị nhìn và có thể nhận xét về cái độ chia hoa nó rất thưa, đúng không ạ? Còn cây xanh Huế hôm nọ em có làm video thì cái mùa này nó nở rất là bông chia hoa rất dày và nó không bị mất cần. Nó rất là đẹp. Còn nó bộ cánh, năm cánh của nó thì thường nó thay đổi rất là ít, không thay đổi nhiều. Và cái lưỡi vặn của nó thì không nào nhận định được cả. Đấy thì là những cái cây mà em biết và giới thiệu cho mọi người để mọi người chúng ta cùng tìm hiểu và nuôi trồng những cái cây mà chúng ta có thể biết và nhận diện được. Còn những cái cây mà khó quá nhận diện ấy thì tốt nhất là không sưu tầm vội. Còn tương lai nếu như những cái cây số 2, số 3 ấy, thì là số 2, số 3 Thái thì em vẫn sẽ làm, nhưng mà em sẽ phải tìm hiểu chính xác là nó là Zijavaze hay là Guijavaze thì cái đấy em sẽ tìm hiểu sau. Còn cái cây số 1 Thái nó là một cái cây đặc biệt hơn, nó là một cây dễ nhận biết hơn. Thì em sẽ nói về cái cây đấy để mọi người cùng tìm hiểu về cái cây số 1 Thái với lưỡi đỏ. Cái đấy nó có sự khác biệt và anh chị nhìn cái anh chị sẽ nhận ra sự khác biệt của nó. Chứ nó không bị lẫn như là cái dòng vàng xanh vàng Tuyền này. Cái dòng xanh vàng Tuyền này là dòng khó, nên là mọi người cần phải chú ý. Nhất là những cái cây này mà khi mà được mang lên rừng trồng xong rồi đem về thì nó rất là khó. Bởi vì có rất là nhiều trường hợp là mua cây Thái mang về rừng ghép 2-3 năm sau thì lên rừng đẽo về, thế lại thành một cây rừng, cái dòng bán giá rất cao. Thì mọi người chú ý là có những điểm nhận diện được thì chúng ta phải quy nó về một cây, không để trường hợp là xảy ra quá nhiều tên khác nhau mà giống hệt nhau, bông giống hệt nhau. Thì đấy là nó ảnh hưởng bởi cái cuộc chơi kiếm những cái cây khác, không phải là cái dòng tiêu vũ này. Thì lúc nào em sẽ có những cái cây đấy thì em nở hoa để em giới thiệu cho mọi người sau. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video, ủng hộ em trong một thời gian vừa qua. Xin chào tất cả các anh chị. Em sẽ tổng hợp thêm nhiều cái cây lan kiếm hơn và để mọi người chúng ta có thể biết và nhận diện sưu tầm những cái cây này. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả anh chị.